Tha hương chẳng gặp người chi kỷ, một cánh hoa tươi đỡ lạnh lòng. Chị ơi Tết đến em mua rượu, em uống cho say tới não nùng. Uống say cười vỡ ba gian gác, ném cái chung tình xuống đáy sông. Người khôn người tới chốn lao sao, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Kiểu đất Long Xà chọn được nơi, tình quê nào chán suốt ngày vui. Xin thưa với các đồng chí, tha phương cầu thực như mình, có một mảnh đất, có một cái ngôi nhà để che mưa che nắng, đấy là một niềm hạnh phúc. Thế còn với người khác thì không biết nhá, để tránh để lại những cái bình luận nó năn ná kiểu thế lực thù địch, nên là cũng nói luôn, với mình đấy là một niềm hạnh phúc nhá. Đấy. Không những là tha phương cầu thực mà ở tại quê hương nơi sinh ra, nơi chôn chôn rau cắt rốn, nếu mà cũng có một cái mái nhà che mưa che nắng thì đấy cũng là một niềm hạnh phúc nha. Đấy, sống một mình một nhà, thác một mình một mồ, không chung đụng với ai, đấy cũng là một niềm hạnh phúc. Thì đấy nó là cái sự hiểu biết của người nông dân, sự hiểu biết nông văn cạn. Nên có nhiều người thì có những cái hiểu biết nó khác, có tầm nhìn xa trên 10 km, có hiểu biết uyên thâm, nhà có kiến thức uyên bác. Cái đấy thì không mạn đàm, thì mình như người nông dân thì làm sao mà dám mạn đàm đến cái chuyện uyên thâm với uyên bác nhá. Tối ngày hôm nay thì cũng rảnh rỗi, thì mọi người biết rồi, nay dương lịch nay ngày 31 tháng 1 năm 2024, âm lịch nay là ngày 21 tháng chạp, chả còn mấy nữa là Tết, hơn tuần nữa là Tết nhá. Tết thì người ở xa thì tìm đường về nhà, đúng không? Nhà có rất nhiều nơi để đi, nhưng có mỗi một nơi để về, đó là nhà. Mà chỉ khi về nhà mới cảm thấy nó thoải mái nhá. Đấy, thế các cổ nhân mới bảo là đi đâu cũng không bằng ở nhà mình, là nó ở cái chỗ đấy. Kể cả sang nhà bố đẻ chơi, sang nhà bố vợ thì thôi khỏi phải bàn nhá, đúng không ạ? Đấy, sang nhà ai cũng thế thôi. Đấy, không bao giờ bằng ở nhà mình được, đấy là một điều chắc chắn. Thế cổ nhân đúc kết thì chỉ có Trần Văn Chuẩn. Thế nhưng mà xin thưa với lại các đồng chí, về bản chất vấn đề, mình cung cấp radio cassette, băng cassette thì các đồng chí biết rồi, đúng không ạ? Đấy, trước là phục vụ, sau là kiếm ăn. Thế nhưng buổi tối ngày hôm nay, nếu như phục vụ đồng chí này thì chắc phải bán nhà, chắc phải bán nhà. Thi thoảng thì có một số đồng chí mua băng cassette của mình, cách đây 3 4 hôm có đồng chí mua băng cassette này, nhắn tin nói rõ là anh cung cấp cho tôi cái loại băng cassette 10.000 đồng một cuốn, và nhắn nội dung chương trình là anh thâu cho tôi như thế này. Bảo thế này thì chịu rồi, thế phục vụ ngài thế này thì ra riêng là treo biển bán nhà thì không phục vụ được. Nguyên công thợ tiền thâu băng 10.000 mà thâu một cuốn băng không thâu luôn. Vì sao? Vì thâu băng thâu phải nghe được, chứ không phải là thâu thế này thế nọ. Thâu cho băng băng bán cho người ta về, người ta phải nghe được. Thế thì nghe được thì đương nhiên là phải sắm cái đầu thâu nó tốt, rồi trong kỹ thuật thâu này nọ, cái lọ cái chai. Thế mà 10.000 lại vừa băng xong lại vừa thâu theo yêu cầu nữa thì chỉ có Trần Văn chịu, chứ làm sao mà phục vụ được. Phục vụ như vậy thì bán nhà. Tôi ngày hôm nay cũng vậy, tôi ngày hôm nay có một đồng chí coi như là Trần Văn chốt cái đôi loa này của mình, nếu như mà phục vụ thì cũng lại treo biển bán nhà. Mà một thân một mình thì nó thôi bỏ thôi, thế thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Bây giờ mình ấy, coi như là lại còn ở đằng sau nữa, còn cả một tập đoàn nữa nhá. Đấy, nhưng mà bán nhà thì chui vào đâu rúc vào đâu. Thế mà thuê nhà thì tha phương cầu thực thì cũng trải qua nhiều rồi, thế nên là mới cái gọi phấn đấu ăn mắm hút ròi để coi như thế là có một nơi để mình coi như là tự chủ nhá. Thế mà bây giờ lại bán đi thì còn nói cái chuyện gì. Thế nên chắc chắn là không phục vụ được.
thế cho nó rõ nét. Vì sao lại không phục vụ được? Vì trước tiên vừa mới nói là cái cách đây 3-4 hôm người thượng đế mua băng cassette, yêu cầu là băng cassette 10.000 đồng, nội dung chương trình thì thâu theo tin nhắn của ngài gửi, thì chỉ có Trần Văn Chịu. Trần Văn Chịu và buổi tối ngày hôm nay có một đồng chí này nữa, thì cũng mong đồng chí cũng hiểu cho mình, phục vụ đồng chí thì mình phải treo biển bán nhà, và như vậy thì mình không bao giờ mình làm đúng không ạ? Cái việc làm, cái lời nói ở những ví dụ như ở trên kênh YouTube của mình vậy ấy, nhiều khi mình bán hàng có những cái video mình nói rồi, trong cái lời ăn tiếng nói giới thiệu sản phẩm ấy, thì bản chất mình là người nông dân, hiểu biết nông văn cạn nhá, thì nhiều khi nó có cái lời gọi là chối tai, thì bao giờ cũng vậy, mong mọi người xem video thì cũng lượng thứ cho, đúng không ạ? Cái việc làm của người nhìn mặt trời lâu năm này nó khác ấy, tỷ dụ như những cái lời bình luận ở trên cái kênh YouTube của mình vậy, mình chỉ cần đọc cái lời bình luận mình đã biết cái lời bình luận này là của người nhìn mặt trời lâu năm hay là của người mới nhìn mặt trời. Người nhìn mặt trời lâu năm rồi là người ta sẽ có một cái tầm nhìn, có thể gọi là nghe nhạc hiệu mà đoán được chương trình nha, biết được là người này là bao nhiêu nhìn mặt trời lâu chưa hay mới nhìn, hay thậm chí là có những cái bình luận mà mình còn đọc vị ra, đó là đối tượng bên kia chiến tuyến đấy. Thế thì mình cứ thẳng tưng ra nhá, mình cứ thẳng tưng nói nhau, thẳng tưng ra để cho đồng chí này đồng chí cũng hiểu luôn. Và nãy mình cũng không không, không nhắn tin nữa, không phúc không phúc đáp được, mình chỉ nhắn thế thôi nhá, không phúc đáp được ngài, mong ngài thông cảm. Đôi loa này buổi chiều ngày hôm nay mình phá chiếc đài Philips ra, mình giới thiệu mình bán 200.000 đồng, 100.000 đồng một chiếc nhá, 100.000 đồng một chiếc, hai chiếc là 200.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Loa cũ như mới, cũ mà như mới, mới toanh mới đét. Đấy, cái xương loa nó còn như này, hai cái loa, mà cái loa này mình bán giới thiệu nói rồi, nói to lắm, nói to là điểm nhất, điểm hai, âm trầm tốt, rất chi trầm bấm. Đây mình vừa lau vệ sinh đi rồi, nó khác với buổi chiều này, gân thì gân mềm lắm này, gân mút mềm, gân đỏ như loa Mỹ sạc VinVega. Thế nhưng mà cái anh thượng đế này ấy, nếu mình mà phục vụ thì mình phải bán nhà. Vì sao lại như vậy? Vì anh nhắn tin như mình, anh bảo tôi chốt đôi loa này 200.000 đồng. Mình bảo ngày mai mà gửi hàng thì cước phí nó khoảng tầm 150.000 đồng. Nhưng mình phải liên hệ với bên đơn vị vận chuyển thì mình hỏi, vì ngày mai là người ta vận chuyển bằng máy bay chứ không vận chuyển bằng tàu hỏa nữa, không vận chuyển bằng ô tô nữa nha. Anh bảo ô, vận chuyển máy bay thì càng tốt, nó càng nhanh. Tôi trả anh 200.000 đồng, anh bao ship cho tôi. Hàng tới nơi, tôi trả anh đủ 200.000 đồng. Và như vậy mình không phục vụ được, không phục vụ được. Vì phụ nếu như phục vụ thì lại bán nhà. Mình đi mua vào nhá, mình đi mua cái đài này ở trên Sài Gòn cũng chẳng có cái giá đấy. Thế còn có khi người khác lại bảo mua còn thấp hơn, thì đấy là những cái ý kiến này ý kiến nọ không để ý đồng cái gì cả. Thế nhưng mà bản thân mình mua là mình biết rõ nhất. Đấy, ví dụ như cái người bán hàng ấy, người bán cái đầu này này, hoặc người bán cái đài ấy, là người ta thừa biết cái đài của người ta có tốt hay không, đài của người ta còn chấn động hay không, đài của người ta phên vỉ sửa hay không, quan trọng là người ta như thế nào đấy nhá. Đấy, thì đôi loa này cũng vậy, đôi loa này mình mua mình biết là mình mua bao nhiêu tiền, và trước khi coi như thế là mình đăng bán nhá, mình cũng phải cân đo đong đếm ở cái tầm thóc nào để cho nó hợp văn lý. Thế mà bây giờ anh ấy trả 200.000 đồng, yêu cầu của anh ấy là gửi ngay ngày mai, và tiền vận chuyển thì mình phải bao ship, bao cho anh ấy là 150.000 đồng tiền vận chuyển, trừ ra thì chỉ còn có 50.000 đồng đôi loa này, tức là 25.000 đồng một chiếc, còn không nói đến công đóng thùng xốp, lại còn không nói đến cái sự may rủi, đó là gì, may ra thì được cái đôi loa đẹp như thế này. Chứ còn trên thực tế như mua đài cũ hôm nay phá ba chiếc đài có rất nhiều, chứ không phải là hôm nay phá đài ra, về tháo đài ra bên trong bét nhẹ, loa thì quấn lại ngày hôm qua, à sao trưa nay chứ chả phải ngày hôm qua, trưa nay phá chiếc đài Sony 1110S ấy. Có nhiều đồng chí gọi là đài Sony 3 cây gậy,
một cái loa còn zin còn một cái loa quấn lại đấy. Thế còn đây may mắn ra thì mua được cái đài mà đôi loa còn zin thật mà cung cấp 200.000 đồng, lại còn yêu cầu bao ship, mà ngạ bảo ship ngày thường thì mất khoảng tầm 50.000 đồng thì không nói, thế nhưng mà ngày mai là vận chuyển là khoảng 150.000 đồng. Địa chỉ thì mình hỏi bên đơn vị vận chuyển để mình thông tin cho người thượng đế này, nói rõ tiền vận chuyển là 150.000 đồng. Người thượng đế nhắn tin bảo tôi đồng ý mua 200.000 đồng, anh bao ship cho tôi, hàng tới nơi tôi trả đủ 200.000 đồng. Không phục vụ được. Nhưng mà thi thoảng mới gặp thôi. Thi thoảng mới gặp thôi, chứ còn ngày nào mà cũng gặp những thượng đế coi như là đo lọ nước mắm ngắm củ dưa hành như vậy thì đúng là bán nhà. Bán nhà là cái chắc. Mình bán hàng thì người thật việc thật, sản phẩm thật, chất lượng thật. Ai biết rồi. Gãy cái chân ốc biết. Chứ không làm cái trò mèo. Thế nhưng mà đại đa số là mọi người đều hiểu được bản chất vấn đề, thế nên là không mặc cả, không trả giá. Thi thoảng ấy, mới có một người như thế. Buổi tối ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng cũng rất may mắn là thi thoảng thôi. Thôi thì câu chuyện thì cũng xin thưa với các thượng đế rồi. Và đương nhiên trước khi dừng video thì các đồng chí cũng thông cảm cho mình không thể phục vụ được, cho dù đồng chí ở đâu là ai, không thể phục vụ được nha. Vì phục vụ như vậy nó còn thấp hơn cả cái mức mình nhập vào thì bán nhà đi thì ai mà phục vụ được. Bảo mình có nhà tài trợ cơ, hay là trên trời rơi xuống cái đôi loa này, ở trên trời rơi xuống, ở trên trời rơi xuống thì đúng là viển vông vô cùng nha. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào sông mã anh hùng. Chào các đồng chí. Merci. Merci beaucoup.